giờ là sẽ bước vào từ bước thứ hai, bước tiêu đề. Các bạn sẽ đặt chữ và các ảnh lớn và bản vẽ giao diện của mình. Chúng ta cũng sẽ lựa chọn và sắp xếp vị trí của các tiêu đề nội dung này một cách hợp lý. Các bạn có thể thấy rằng là khi đã lắp ghép được chữ và các hình lớn, cái bản thiết kế trong ghép của chúng ta đã thành hình một cách căn bản. Cái bước thứ hai này thì đơn giản là bạn sẽ lắp sẽ để những đoạn chữ cũng như cái đoạn hình ảnh lớn vào trong những cái phần bố cục mà chúng ta đã tạo ra từ phần trước. Đây, chúng ta đặt chữ vào đây, chúng ta đặt những cái đầu mục nội dung vào đây và từng cái dòng này đặt những hình ảnh lớn. Và đây là kết quả chúng ta sẽ có dòng chữ, một hình ảnh, dòng chữ hình ảnh. Những dòng chữ tiêu đề mà chúng ta đã viết ra từ cái phần mà xây dựng nội dung. Hãy để chúng tôi giúp bạn trả lại nụ cười tươi tắn nhất cho bạn. Những con số biết nói về răng sứ, bạn đang băn khoăn về chi phí với một gói 2 gói 3. Và bước 2 này thì giống như là một cái trò chơi tô màu, điển chữ và xếp ảnh vậy. Một lưu ý rằng là các bạn có thể làm các công việc này trên phần mềm như là Photoshop, Illustrator, Corel hay thậm chí là Word hay PowerPoint. Mục tiêu của chúng ta là hình dung được thiết kế website sẽ phục vụ cho việc là xây dựng nền tảng. Nên các thông số hay là các vị trí của các phần trên bản vẽ sẽ không nhất thiết phải chính xác, và chúng ta sẽ vẫn còn có thể hoàn thiện sau này. Thậm chí bạn cũng có thể sẽ vẽ ra giấy và ghi chú là phần này để ảnh này, phần kia để cái sẽ có những màu sắc như thế nào. Và khi bắt đầu làm thiết kế thì việc vẽ ra giấy sẽ vẫn là mang lại một hiệu quả, nhất là khi bạn mới bắt đầu, có thể là bạn còn chưa tiếp xúc nhiều những phần mềm thiết kế thì đơn giản bạn hoàn toàn có thể vẽ phác thảo ra giấy. Và cái công việc này thực sự là vẫn đem lại hiệu quả và nó thực sự dễ dàng. Và kể cả là những người thiết kế chuyên nghiệp thì trước khi mà bắt tay vào thiết kế trên những phần mềm thì họ vẫn thường có những bước phác thảo ra giấy trước. Và với một người bắt đầu thì bạn hoàn toàn có thể dùng cách này. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu để các đoạn văn bản giải thích, đồng thời các hình ảnh minh họa cho từng cái nội dung để giúp khách hàng có thể là dễ dàng liên tưởng và nắm bắt được các thông điệp. Đến đây thì các bạn sẽ có một cái câu hỏi rằng là làm sao để có được các hình ảnh minh họa này, giống như là cái trang web của website Dr. Lê Hưng chúng ta thấy ở đây. Dự phần răng e-bot mỗi khi ăn thì có một hình răng như này, rồi răng rất sứt mẻ do tai nạn cũng vậy, răng nhiễm màu có một hình sẫm hơn. Hay là phần 30 năm thì thời gian trung bình một chiếc răng sứ có một hình chiếc răng, rồi 5 triệu chiếc răng sứ được sử dụng mỗi năm có một hình cái lịch, hay là mức độ hài lòng của người sử dụng răng sứ thì có một hình ngôi sao chấm điểm. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là nguồn ảnh chỉnh sửa từ các tài nguyên trên Internet. Và thứ hai là cái nguồn bạn tự quay phim chụp ảnh. Chúng ta sẽ có hai nguồn để mà có thể làm được cái việc là tìm những cái hình ảnh minh họa cho cái trang web của mình. Một là sử dụng những cái nguồn tài liệu trên mạng, và cái thứ hai là sử dụng những cái nguồn bạn tự quay, tự chụp. Trước tiên thì về các những cái nguồn ở trên mạng, Internet hiện nay thì có một cái nguồn tài nguyên rất khổng lồ. Và sẽ có các trang như là Freepik. Đây là trang Freepik. Hay là trang như là Pixels. Hay thậm chí là bạn có thể search Google với các từ khóa liên quan. Ví dụ đơn giản nhất là với một cái trang web nha khoa thì bạn thể dùng các từ khóa như là dental hay là dental clinic, và sẽ hiện lên những cái hình những cái hình ảnh cũng như là các cái logo, những cái biểu tượng để các bạn có thể là sử dụng. Hay là cũng là có những trang cùng với động cụm từ là dental clinic, các bạn thấy có rất nhiều hình ảnh rất là đẹp mắt về phòng khám ở đây. Và các trang này đều cung cấp cái việc là sử dụng ảnh và download miễn phí. Bên cạnh cái nguồn tài nguyên dồi dào phong phú ở trên Internet thì dĩ nhiên các bạn sẽ còn có một cái nguồn khác, đó là nguồn mà doanh nghiệp có thể chủ động quay phim và chụp ảnh về cơ sở vật chất hay là các nhân viên để có thể mô tả được cái sản phẩm dịch vụ của mình. Và cũng lưu ý rằng là các nguồn ảnh thực tế luôn là ưu tiên hàng đầu, bởi đó là một cái bằng chứng quan trọng để khách hàng có thể tin tưởng bạn trên thế giới Internet, một cái thế giới mà vốn dĩ đang có quá nhiều những thứ không đáng tin cậy. Và đó là cái bước thứ ba, bước minh họa. Bây giờ chúng ta chuyển sang bước thứ tư là bước hoàn thiện thiết kế. Chúng ta sẽ bổ sung những cái nội dung còn thiếu, rồi sắp xếp lại thứ tự bố cục có các phần sao logic. Và đồng thời bên cạnh cái sự logic
chúng ta còn có yêu cầu về cái sự cân đối mặt thẩm mỹ. Như các bạn có thấy ở đây rằng là cái phần cách thiết kế ở bên phải thì có cái phần màu đậm hơn ở giữa hai cái khu vực mà có nền trắng, sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái, phân tách rõ ràng các nội dung hơn là cái phần bên trái là liên tiếp có những phần màu trắng xếp cạnh nhau như thế này. Và chúng ta có thể thay đổi lại bằng cách rằng là đơn giản cho cái phần màu đậm màu hơn vào giữa hai cái phần, phần form đăng ký và phần bạn đang băn khoăn về chi phí này, như ở đây, để người dùng có thể cảm thấy thoải mái và nắm được cái thông tin một cách rõ ràng hơn. Thì trong cái phần 4, bước 4 bước hoàn thiện này, chúng ta sẽ phải nhìn lượt lại một hết một lượt để sắp xếp lại thứ tự bố cục các phần để sao cho nó vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ, đồng thời có sự logic giữa các phần mà sao cho hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ bổ sung những thông tin, những phần nội dung còn thiếu để có thể là hoàn thiện cái bản thiết kế của mình. Bước cuối cùng, và bây giờ chúng ta đến được cái bước thứ 5, đó là tạo được ấn tượng. Và cái việc mà tạo được ấn tượng và điểm nhấn là một điều mà không hề dễ dàng, và thậm chí là rất khó để có một công thức. Công việc này dường như đòi hỏi nhiều sự sáng tạo, và đó là điều mà chúng ta luôn hướng đến. Mặt khác thì một website có sự nhất quán về màu sắc chủ đạo như ở trang landing page của Học viện Marshall thì chỉ cần có một cái sự nhất quán về màu sắc như sắc cam chẳng hạn là cũng đã đủ để bạn đem lại một hiệu quả vừa đủ mạnh mẽ để khiến có thể bạn hài lòng và lưu vào trong tâm trí khách hàng là màu cam nó gắn với liền với cái thương hiệu này, ví dụ như vậy. Tuy nhiên thì nếu như mà cần có một gợi ý nào đó rõ ràng hơn thì tôi cho rằng bạn nên tạo một ấn tượng và điểm nhấn bằng chính cái sản phẩm dịch vụ của mình. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn như thế. Một cái ví dụ mẫu mực đó vẫn là Apple. Website của họ luôn đơn giản để đặt vào đó những cái hình ảnh lớn và cực kỳ bắt mắt về sản phẩm họ tạo ra, như là những chiếc iPhone hay là MacBook mà họ vẫn thường dùng những hình ảnh rất lớn để gây được cái sự chú ý của người dùng và gây được cái thiện cảm đối với họ.